Xin chào các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Như các bạn có thể thấy thì hôm nay Phương Lâm đã xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Và các video trước thì mình đã review cho các bạn những sản phẩm loa, mang đến cho các bạn những sản phẩm mang tính chất cá nhân. Đó là những chiếc loa di động, những sản phẩm dành cho khách hàng đơn lẻ. Tuy nhiên nếu bạn là một người thường xuyên di chuyển, có những cuộc party với gia đình, bạn bè, tất nhiên rồi có những lúc như thế thì chúng ta thực sự cần một chiếc loa đủ to mồm để có thể hò hét với những chất âm ổn định và chi tiết. Và hôm nay với những tiêu chí trên, mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm cực kỳ mạnh mẽ với giải bass cũng như là siêu sâu lắng với chi tiết chất âm, và đây chính là em nó, JBL Boombox phiên bản Special Edition Ranji cực độc. Như các bạn đã biết thì JBL là một nhà sản xuất âm thanh luôn đưa ra các sản phẩm cực kỳ độc đáo, cùng với đó là mức lượng âm phải nói là to mồm trong các dòng sản phẩm cũng như là thương hiệu sản xuất âm thanh hiện nay. Chưa cần nói gì quá nhiều, chỉ cần nhìn qua thiết kế cũng như là ngoại hình của em nó thì các bạn cũng có thể tưởng tượng được mức âm lượng mà em nó có thể đạt được đến mức nào rồi đấy. Vì video này được thực hiện trong phòng studio, thế nên mình nghĩ là mình sẽ không bật mắc âm lượng của em nó, chứ không thì... Hàng xóm! Tắt nhạc đi! Hãng thì thật sự là không nói rõ ràng quá nhiều về mức âm lượng mà em nó có thể đạt được. Tuy nhiên, mình đã bò ra các kênh review nổi tiếng và thấy anh Supel có review em nó và thấy mức âm lượng bật ở mức 60% lên đến 120 dB. Và đây là mức âm lượng không thể tin được, và tất nhiên rồi, em nó sử dụng cho mục đích đi chơi và quẩy cơ mà. Và tất nhiên là không thể thiếu khả năng chống nước IPX7 của em nó cực kỳ bá đạo. Vậy nên các bạn có thể mang em nó tới những khu vực ẩm ướt hay là các bữa tiệc mà nhà bạn có bể bơi cùng em nó luôn đấy chứ. Sở hữu trong mình cục pin mà theo nhà sản xuất công bố là trong có cục pin 20.000 mAh. Vậy nên thời gian sử dụng sẽ cực kỳ ấn tượng với 10 tiếng hoạt động liên tục với mức âm lượng trung bình là từ 50 đến 60%. Như mình đã nói ban nãy thì các bạn thử tưởng tượng xem, với mức âm lên đến 120 dB mới chỉ là 60% thì chắc chắn các bạn có thể quẩy thoải mái cả ngày luôn rồi. JBL có trang bị cho chúng ta một cục sạc khá lớn với đầu ra là 20V với 4.0A. Và tất nhiên rồi, cục sạc có đầu ra mạnh mẽ như vậy thì em nó có khả năng sạc đầy trong khoảng 3 giờ. Và thế là bạn lại có một chiếc loa sử dụng liên tục 10 giờ đồng hồ rồi, cực kỳ tiết kiệm thời gian đúng không nào? Về thiết kế bên ngoài thì các bạn có thể thấy rằng em nó khá giống những chiếc loa dạng dài stereo ngày xưa được các rapper hay là tín đồ âm thanh sử dụng. Phía dưới quai sách chúng ta sẽ có một cụm giải phím cực kỳ thân thuộc với anh em hay chơi đồ của JBL. Đó là cụm phím tăng giảm âm lượng, pause, play, phím kết nối Bluetooth cũng như là phím kết nối nhiều chiếc loa có thể sử dụng như một dàn loa stereo thực thụ. Nhưng mà tất nhiên rồi, là một chiếc là quá đủ rồi đúng không? Phải nói rằng đi cùng với chất âm mạnh mẽ, tất nhiên là không thể thiếu được chi tiết của bài hát, khi mà chất lượng của boombox cho ra khiến chúng ta có một cảm giác rằng đây không chỉ là một sản phẩm sử dụng cho các chuyến đi chơi mà còn là một bộ loa mang đến một trải nghiệm tốt về âm thanh, đáp ứng nhu cầu cao nhất cho các bạn về việc đi chơi lẫn việc thưởng thức. Mang trong mình hai loa tweeter 20mm cũng như là hai loa woofer 102mm, và tất nhiên là không thể thiếu hai passive radiator. Điều này thì gần như là một điều vốn có của các thiết bị JBL, và nó đã trở thành một phong cách thiết kế của nhà JBL trên hầu hết các thiết bị. Có thêm phần dual bass sẽ giúp cho phần bass của JBL boombox mạnh mẽ hơn rất nhiều. Về phần jack cắm thì khi xoay lại đằng sau, chúng ta sẽ thấy những cổng cắm của JBL boombox được che đậy bằng nắp cao su. Và phần nắp này thì cũng cực kỳ chắc chắn, bằng việc các bạn có thể thấy rằng mình mở ra rất mạnh mới được. Điều này thì cũng cực kỳ hợp lý khi mà em nó được trang bị tiêu chuẩn chống nước IPX7, có nghĩa là sản phẩm này có thể ngâm nước luôn mà không gặp vấn đề gì cả. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng cắm nguồn AC. Với các bạn đã biết thì mình đã nói từ đầu video, một cục sạc vô cùng khủng khiếp sạc cho em nó. Ở giữa hai cổng USB thì các bạn sẽ thấy một cổng micro USB. Với cái cổng này theo mình có chữ survey, mình nghĩ cái cổng này sẽ dùng để nâng cấp firmware hoặc có thể chạy lại chương trình nếu phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Và cuối cùng tất nhiên là dây cắm 3.5 rồi. Cơ mà tuy nhiên khá là keyboard khi nhà sản xuất lại không cho chúng ta một chiếc dây. Và hết rồi, bên cạnh thì chúng ta sẽ có một nút ấn để các bạn có thể chuyển chế độ ngoài trời hay là trong nhà, sẽ làm thay đổi profile của âm nhạc để phù hợp hơn với không gian. Và cuối cùng, đây dù là một chiếc loa có mức âm lượng cực kỳ lớn, nhưng hãy cùng mình lắng nghe chất âm của em nó nhé.
mình đã thực hiện xong bài review dành cho các bạn với sản phẩm JBL Boombox, một em bé bự cực kỳ to mồm trong làng âm thanh, với mức giá mình nghĩ là cực kỳ dễ chịu đối với anh em khi sở hữu một chiếc loa có công suất lớn, lại kèm theo chất âm mịn màng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cảm ơn An Tiến đã hỗ trợ cho mình mượn sản phẩm này để thực hiện bài review. Nếu các bạn muốn trải nghiệm các sản phẩm loa, vòng tay thông minh thì đừng quên ghé qua An Tiến để có thể trải nghiệm các sản phẩm cũng như là được hỗ trợ tốt nhất từ nhân viên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.